Chào Thắm, quý vị khỏe không? Khỏe, thưa Chúa, khỏe nè. Cảm ơn Chúa. Chúng ta còn vài tuần nữa chúng ta sẽ hết năm. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ đồng hành với Chúa ở trong Phúc Kinh Thánh mà chị Tùng đã đọc ở trong Giăng đoạn 12. Xin chúng ta dở ra ở trong cái câu gốc, ở trong Luca đoạn 10 câu 42. Ở trong phần sách Luca đoạn 10 thì chúng ta cũng thấy, xin lỗi, đoạn 10 câu 38 đến câu 42 cũng nói đến cái câu chuyện cô Ma-thê, Mary cầm lên với Chúa, tại sao mà Chúa thấy tôi làm việc mệt quá, không nói em tôi đến phụ Chúa, cho nên tôi mới dùng cái câu kinh thánh này là câu gốc và tựa đề. Và khi mà chúng ta đồng hành với Chúa cả năm nay thì chúng ta thấy những nhân vật rất là quan trọng, mà Mary, ta dùng đề tài là Mary chọn lựa phần tốt nhất. Vừa rồi chúng ta thấy cái quyết định khôn ngoan của bà Ruter là thay đổi cả một cái dòng họ, cuộc đời của bà, lấy chồng giàu mà lại là bà tổ của vua David, rồi từ đó mà Chúa Giêsu ra đời. Amen. Đó là sự quyết định quan trọng. Từ rồi thì chúng ta thấy trong Chúa có hai linh hồn, tức là Chúa, đó là chúng ta tạ ơn Chúa. Và hôm nay chúng ta thấy bà Mary. Vì sao chúng ta sẽ nói bà Mary mẹ phần xác của Chúa Giêsu? Thì hôm nay tôi phải đi từ từ như vậy để cho thấy cái sự đồng hành, chủ đề đồng hành với Chúa trong năm nay của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta học được những điều rất là tốt đẹp. Xin quý vị dạo ra Luca đoạn 10 câu 42. Chúng ta cùng nhau đọc. Nhưng có một điều cần mà thôi, Mary đã lựa phần tốt hơn là phần không có ai chắc lấy được và vàng nữa. Nhưng có một điều cần mà thôi, Mary đã lựa phần tốt hơn là phần không có ai cất lấy được. Lạy Chúa giấu chúng con tạ ơn Chúa qua lời này. Chúng tạ ơn Chúa qua tấm lòng của bà Mary, Mạc Thê, tấm lòng của Lazare, và đặc biệt là tấm lòng của Chúa đối với bạn hữu mình, đối với chúng con là kẻ có tội. Chúa đã đến để cứu chúng con, chết cho chúng con và sống lại cho chúng con. Trong khi giờ này, con sẽ cùng suy gẫm lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Xin Thần là Phật là Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng con, mong nguyện con đầy dẫy Thánh Linh trên Hội Thánh Chúa, người giảng, người nghe, hết thảy đều được gây dựng. Con cảm ơn Chúa qua lời này và thành kính con nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi mình học cái câu chuyện này thì quý vị cũng biết cái câu chuyện này rồi, và mình phải chúng ta phải sơ lược câu chuyện này. Cái câu chuyện này sơ lược ở trong câu chuyện thì có những cái nhân vật là thứ nhất Chúa Giêsu, ông Lazare, Ma-thê là chị của Mary, rồi nhân vật nữa là Judas Iscariot, đúng không? Thì chúng ta thấy bà Mary là ai? Bà Mary là ai? Bà Mary ở đây là em gái út của Lazare, là có bà chị là Ma-thê. Trong Giăng đoạn 11 đó, quý ông bà anh chị em thấy trong Giăng đoạn 11 đó thì Kinh Thánh nói là chúng ta thấy ông Lazare là ai? Lazare là bạn thân thiết với Chúa Giêsu ở làng Bethany, và đã được Ngài làm cho sống lại. Ông chết 4 ngày rồi, nhưng mà trong 4 ngày trong lòng mộ, nhưng mà Chúa Giêsu đến để làm cho sống lại. Thì trong phân đoạn 12 này đó thì chúng ta thấy Kinh Thánh chép gia đình của bà Mary. Mary đang làm gì? Để rồi bà Mary đang làm một cái việc là đại tiệc, đúng không? Đại tiệc anh mình đã sống lại, amen. Thay vì anh mình chết rồi, nhưng mà trong đây cái bối cảnh ở đây là họ đang đãi một bữa tiệc hầu hạ Chúa, có lẽ ăn mừng vì Chúa đã cứu Lazare sống lại. Thì giữa lúc đó thì bà Mary bà mới lấy một cái căn dầu thơm cam tùng hương thật là quý giá, rêu dầu thật rất là đắt tiền, bị giá khoảng 300 denier một ngày. Xưa người ta làm có một đồng thôi.
Thì một đơn VA bằng khoản tiền công một ngày làm việc. Ngày hôm nay nghĩ là nếu mà California trả tiền minimum wage thì khoảng nhiêu? Mười mấy đồng? 15, 16 đồng mình tính tới đây ngày 8 tiếng thì mình nhận lên ha. Thì giá trị như vậy. Như vậy thì cái bình dầu thơm này có giá trị khoảng tính ít nhất cũng là mười mấy ngàn đô á. Thì chắc chỉ có mấy người triệu phú ngày hôm nay á, thì mới có thể là như là Bill Gates hay là Tiger Woods mới có thể apply nổi cái vấn vấn đề hòa cáp này. Và có lẽ bà Marie đã dành dành lâu rồi, cả một năm mà. Thì thật ra tôi nói mười mấy ngàn, chứ thật ra chạy dầu này rất rất có tiền quý vị. Cứ tính là cứ nhân lên một ngày mình làm 8 tiếng và nhân lên bao nhiêu ngày đó trong một năm đó, thì chạy dầu này rất chắc cũng không mấy ngàn à, mấy ngàn đô. Thì Marie mà khi mà bây giờ thì Marie bà đem cái chai dầu này ra, bà hầu hạ Chúa, mà bà chỉ có một lần duy nhất ở đây Marie không dùng để mà xích xích dầu cho Chúa, xích cái đầu cho Chúa, nhưng mà lại xích chân cho Chúa ở lấy tóc của mình và lao lấy tóc mình mà lao. Mà chưa hết, Marie còn lấy chính mái tóc của mình là một cái thứ rất là quý giá ở trên đời này, danh dự của một người nữ mà lao chân Chúa. Có ai đang fall in love? Đây là một cái đề tài rất là quan trọng ha. Fall in love một cô gái nào đó mà một anh chàng nào đó mình dám làm cái kiểu đó không? Và có dám hay là chỉ có đến dẫn đến McDonald's hay là ăn cái gì đó mà tay nay sen Burger King thôi, chứ không có dám mà tặng cho người yêu mình một cái quà rất là lớn vĩ đại, đúng không? Ngày hôm nay người ta chia tay bằng đầu quà đại lớn. Bây giờ có cái màn ở Việt Nam mà chia tay rồi còn phải đầu quà nữa, nói sao nó hèn quá, phải không? Có đầu yêu 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 thì là yêu là ban cho, mà cho rồi bây giờ xù rồi còn đòi lại quà nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta đặt một cái câu hỏi là tại sao Mary lại có thể hầu hạ Chúa với cái của dân quý giá nhất của mình có? Cái câu trả lời là Mary có cái lòng biết ơn Chúa của mình. Câu hỏi tiếp là biết ơn Chúa làm gì? Biết ơn Chúa, thứ nhất là Chúa Giêsu đã làm gì cho mình? Cứu Thứ nhất, Chúa Giêsu cứu linh hồn bà. Không ai khác hơn ngoài Chúa Giêsu. Tại vì bà ngồi nơi chân Chúa, bà nghe Chúa giảng đạo thì bà biết Chúa Giêsu đến mục đích để cứu dân mình ra khỏi tội mà. Và trong chương trình, trong sách Thi Thiên 23 nói là tại sao David tuyên bố mình không thiếu thốn gì, Đức Giê-hô-va là đấng chân dự tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, có nghĩa là chẳng còn cần gì nữa. Khi mà mình không có thiếu thốn gì thì mình không cần gì nữa, đúng không? Amen. Chúa có đấng chân dự là mình không cần gì nữa. Cho nên bà Mary bà biết là Chúa đến để mà cứu linh hồn bà, và linh hồn bà thuộc về Chúa. Và bởi linh hồn ở đây có nghĩa là Chúa đến để tha thứ cho Mary, mà Mary kinh nghiệm được cái sự bình an nhẹ nhàng ngày đã gánh tội lỗi của bà. Và trong Ê-sai đoạn 1, tội chúng ta đã đỏ như son thì Chúa cũng làm cho mình trắng như tuyết. Và Chúa nói phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì tội mình Chúa cũng quan xa bấy nhiêu. Thì có bao giờ quý ông bà chị em thấy đó, từng sau thì Chúa đã cứu ông Lazarus rồi, từng sau thì bà Mary lại gặp lại Chúa Giêsu, thì người phụ nữ này dâng một cái điều quý, thật là quý, đem đến cho bà. Cái thứ hai là Chúa Giêsu đem đến cho bà một cái hy vọng sự sống lại và sự sống đời đời. Chúa đã cứu ông và Chúa nói ta là sự sống lại là sự sống, chẳng nào kẻ tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Người tin điều đó không? Một người anh hôi thối rồi mà Chúa còn kêu ra sống lại thì bà, thứ nhất là Chúa tha tội cho bà, thứ hai là Chúa ban cho bà sự sống đời đời. Giăng đoạn 11 câu 23 nói gì? Khi Chúa Giêsu đến thăm Lazarus đã chết rồi thì người chị Ma-thê tin rằng anh tôi sẽ sống lại. Và đây là một cái niềm tin căn bản luôn. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta theo Chúa và chúng ta tin một đấng sống chứ không phải một đấng chết. Mà nếu chưa có sự trông cậy này thì tin Chúa Giêsu
Nếu mà Chúa Giêsu mà chết mà không sống lại thì chúng ta tin Chúa vô ích. Ông Phaolô nói mình còn khốn nạn. Cho nên chúng ta, cái điều thứ ba mà chúng ta thấy tại sao mà Mary biết ơn Chúa, và Mary thấy Chúa Giêsu đã làm gì cho gia đình, những người thân của bà Mary. Có ai trong đây đã kinh nghiệm sự đau khổ không? Sự đau khổ mà người thân mình qua đời. Người thân mình qua đời, mình rất là đau khổ, mình rất là hụt hẫng. Và có lẽ không có cái gì mất mát đau khổ bằng khi người thân mình qua đời. Và khi anh Lân về Chúa rất là trẻ, hai bác ở đây rất là hụt hẫng cái gì. Lúc đó mình mới mua nhà thờ xong. Vì vậy cho nên với cái tấm lòng biết ơn Ngài đã làm cho chính mình, gia đình mình, cho nên Mary không có tiếc. Mary yêu Chúa đến nỗi bà không tiếc, bà dâng cái bình dầu quý giá đó cho Chúa. Đó là cái bối cảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói đến ba điều rất là quan trọng. Cái đồng hành với Chúa, Mary chọn lựa phần tốt nhất. Phần tốt nhất đầu tiên đó, chúng ta thấy Mary chọn lựa phần tốt nhất với cái tấm lòng thờ phượng thật và ngồi bên chân của Chúa Giêsu. Kinh Thánh câu 12, đoạn 12 câu 2 phần C nói gì? Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Thờ phượng nghĩa là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết thờ phượng thật trong tiếng Anh là to worship. Oh come let us worship and bow down. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại. Khá quỳ gối xuống trước bàn Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân sự Ngài, là đồng cỏ của Ngài. Thi Thiên 95 câu 6 7, chúng ta là dân sự của Ngài, cho nên mục đích chúng ta hãy thờ phượng Ngài. Amen. Tất cả ngay cả Chúa nói ma quỷ mà hãy lui ra, hãy thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Con người sinh ra để sống động và có ở trên vũ trụ này để mà sinh tồn. Và con người được tạo dựng nên để mà làm gì quý ông bà anh chị em? Để worship, để thờ phượng Chúa là đấng tạo hóa và đấng chân thành duy nhất và Thiên Chúa Đức Chúa Trời Giê-hô-va Gia-vê Thượng Đế, mà Kinh Thánh ghi chép nói nôm la người Việt chúng ta gọi là ông trời. Thượng Đế là đấng tạo dựng nên vũ trụ, Ngài đã dựng nên giường địa đàn rất là tốt đẹp thánh khiết. Thượng Đế đã lấy đất nắng lên con người đầu tiên là Adam, rồi tới sau đó Eva, đặt họ vào trong một cái giường địa đàng tốt đẹp trọn vẹn, không hề phạm tội. Nhưng mà Satan đã cám dỗ bà Eva bẻ cái cấm ăn, và từ đó con người mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, con người đã phạm tội và Chúa đã đuổi Eva và Adam ra khỏi giường địa đàng. Thì ông bà đã sanh ra hai người con, một người tên là Ca-in, người là A-bên. Bắt đầu từ đó người ta biết thờ phượng và kêu cầu Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói vậy. Và Kinh Thánh Cựu Ước nói rất là nhiều về tấm gương thờ phượng. Và mục đích buổi sáng hôm nay chúng ta đến thờ đây cũng là thờ phượng Chúa. Amen. Gương thứ nhất là A-bên. A-bên biết thờ phượng Chúa. Và A-bên là một người thờ phượng Chúa, được Đức Chúa Trời đẹp lòng nhận của lễ của ông là người công bình. Hebrew đoạn 11 câu 4 nói gì? Bởi đức tin A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một lễ tế lễ tốt hơn của các anh, và được xưng công bình và được Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhận lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi vẫn còn nói amen. Đức Chúa Trời vui nhận của lễ của A-bên mà đẹp lòng Ngài, dầu có chết rồi vẫn tiếp tục nói nữa. Cái thứ hai chúng ta thấy cái gương thờ phượng Chúa, ông Noe. Ông Noe cũng là một tinh thần tìm kiếm Chúa và thờ phượng Chúa. Thứ ba chúng ta thấy ông Abraham. Ông Abraham khi mà được Chúa kêu gọi ra khỏi Ur thì ông biết cách là đi vừa thờ phượng Chúa. Ông đi đến đâu thì ông lập bàn thờ, ông thờ phượng Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài.
Vì Chúa cãi ông là công bình. Rồi đến Isaac ra đời, Isaac rồi đến Jacob cũng biết cách thờ phượng Chúa. Chúa rồi sau đó thì dân con cáo ông bị lưu lạc dời qua xứ Ai Cập đói kém, rồi ở đó thì Chúa kêu gọi Môi-se. Chúa kêu gọi Môi-se hãy dẫn dân sự của ta đi vào trong đồng vắng để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa bảo ông hãy dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập để đi vào đất hứa để mà thờ phượng Chúa. Và Môi-se và A-rôn đến nói với vua Pha-rôn rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng hãy tha cho dân ra đi để chúng nó hầu việc ta trong đồng bát, mà đến bây giờ ngươi không nghe chút nào. Rồi Chúa ông cứng lòng, Chúa mới cho 10 tai vạ. Rồi sau đó Chúa làm cho ông để ông mới cho dân sự của Chúa đi. Thưa quý ông bà chị em, trải qua nhiều đời các đấng tiên tri, đến thời các quan xét, các vua, những vĩ nhân, gia có gió có tinh thần thờ phượng Chúa, hướng dẫn con cái. Gióp đầu 1 câu 5 nói gì? Gióp sai người đi chọn các con cái mình cho thánh sạch, thức dậy sớm nhân cuộc tế lễ tùy số chúng nó, vì người đó rằng dễ thường các con bị phạm tội và trong lòng từ xối Đức Chúa Trời chăng? Gióp thường làm như vậy. Đó là một người cha yêu con mình, ngày nào nó cũng đi qua nhà anh em nó để ăn nhậu hết, pha đi hết. Và ông nghĩ rằng trước sau thì nó cũng phạm tội, ăn uống sai dĩ nhiên là nói bậy bạ. Cho nên ông mới mỗi buổi sáng sớm ông đánh thức tụi nó dậy, bắt nó phải dâng cuộc tế lễ, cầu nguyện xin tội, tạ ơn Chúa. Và đó là người cha gương mẫu, người cha muốn nghĩ đến cái tương lai của con cái của mình. Và lúc Chúa Giêsu đến làng Samari, Ngài gặp một người đàn bà. Ngài nói sự thờ phượng thật, worship is God. Chúa Giêsu phán: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích nhất. Amen. Mình thờ phượng Chúa không có phải hình thức bên ngoài, không cần nhan đèn thành tượng. Tại vì mình thờ phượng Chúa bằng cái tâm thần lẽ thật thế này nè. Và Chúa ở đang ở trong lòng mình, là Kinh Thánh ông Phaolô nói mình là: các con có biết thân thể các con là đền thờ của Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng các con đó. Và Đức Chúa bằng ngôi Đức Chúa Trời đang ngự vào trong lòng chúng ta, và chúng ta thờ phượng Chúa không có cần hình thức bên ngoài, nhưng mà bằng cái tấm lòng và lẽ thật. Thưa quý ông bà anh chị, và trước khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong đồng vắng kiêng ăn 40 ngày 40 đêm, rồi Ngài đói, thì Satan mới nói gì? Ví bằng ngươi xác mình trước mặt ta và thờ lại thì ta sẽ cho hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng trong một kinh Ký đoạn 6:13, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài là thôi. Amen. Ma quỷ, Kinh Thánh nói gì? Ma quỷ liền bỏ Ngài đi, liền có thiên sứ đến mà hầu hạ Ngài. Và Chúa nói với Satan là: ngươi chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta cũng vậy. Thi Thiên thì nói: hand of praise, vỗ tay vui mừng, thổi kèn yên lặng thờ lại thờ phượng Chúa. Và khi chúng ta hát, chúng ta thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa, và chúng ta thờ phượng bằng tâm linh lẽ thật. Và chúng ta đang ở đây, chúng ta phải tập thờ phượng với ông bà. Mình đến mình phải thờ phượng vui vẻ, mình thờ phượng rồi mai mốt mình về với Chúa mình cũng sẽ tiếp tục thờ phượng forever, vì Chúa muốn được tôn vinh như vậy. Và Chúa nói dân, lúc mà Chúa vào trong đền thờ Jerusalem á, thì người ta, Chúa ngồi lên con lừa thì người ta trải áo Hosanna, thì có người nói đừng có làm vậy, thì Chúa nói Chúa có thể biến đá thành dân Israel. Chúa tạo dựng vũ trụ này để
vũ trụ này ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài. Worship into qua lời của Ngài là Kinh Thánh. Câu 22, Kinh Thánh Chúa nói gì? Ở trong đoạn 4, Giăng đoạn 4, câu 22. Các ngươi thờ phượng các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa đó, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng tôi mà chúng tôi tin đâu, vì chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài là thật là cứu Chúa của thế gian. Amen. Chúa là thật là cứu Chúa của thế gian. Khi bà người đàn bà Samari nói Chúa là thật và chính Chúa là cứu Chúa thế gian, một người ngữ có năm chồng mà đang sống không phải là chồng mình, nhưng mà bà biết lẽ đạo, bà biết Đấng Mêsi, bà nhìn thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsi, bà nói chính Chúa là thật, là Chúa Giêsu, Ngài là cứu Chúa của thế gian. Tuyệt vời. Và Lazarơ là một người kinh nghiệm sự chết, sự sống lại hơn ai hết. Một người khi mới tin Chúa, sau khi học giáo lý căn bản, làm lễ báp têm, cùng đồng chết, đồng sống, đồng chôn với Chúa, thì chúng ta phải kinh nghiệm như Lazarơ, quý ông bạn xem. Không thể làm điều gì khác hơn là chúng ta phải ngồi bên chân Chúa giống như Mary, ngồi đồng bàn với Chúa giống như Lazarơ, ngồi đồng bàn với Chúa để mà relationship giữa mình với Chúa. Chỉ có người kính mến Chúa, yêu mến Chúa và kinh nghiệm Chúa sống ở trong mình mới ý thức được cái sự thờ phượng. Còn mà không tin Chúa chỉ là xin Chúa cầu may, tin Chúa được xin cho ông con làm ăn phát đạt, cho con học giỏi làm này làm kia, thì giống như thế gian thôi. Ma quỷ nó cũng cho mình sự bình an, nhưng mà chỉ giàu có, nhưng mà đó chỉ là phù du tạm thời. Kinh Thánh nói gì? Chúa đến ban cho chúng ta sự sống dư dật. Amen. Và thưa quý ông bà anh chị em, yêu Chúa, chúng ta kinh nghiệm Chúa sống ở trong đời sống mình là sự thờ phượng. Còn bằng không, như lời Kinh Thánh nói, Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9 đây, sự chúng nó thờ phượng ta là vô ích. Vô ích. Vì chúng nó dạy theo những luật lệ mà chỉ bởi người đặt ra theo sáu ngữ tôn giáo. Miệng thì nói thờ phượng Chúa, nhưng mà lòng đó cách xa ta lắm. Và chúng là Chúa nói cái điều đó là thờ phượng vô ích của các tôn giáo ngày hôm nay. Vâng, Chúa đòi hỏi với ông bà anh chị em đến với Chúa bằng cái hành động, bằng cái tâm thành, bằng cái lẽ thật. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19, ông Phao-lô kinh nghiệm hãy lấy ca dịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau mà đợi khi Chúa. Côlôse đoạn 3 câu 16 nói gì? Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em. Amen. Và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, khuyên nhau vì được đầy ơn Ngài nên hát hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 nói gì? Phao-lô khuyên chúng ta thờ phượng Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng phải biến qua bởi sự đổi mới tâm thần mình để biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời là thế nào. Khi chúng ta ý thức được cái sự thờ phượng Thiên Chúa là Đấng Thánh, và chúng ta Kinh Thánh nói hãy dùng ca dịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng, nguyện xin lời của Đấng Christ đầy dẫy lòng anh em. Khi chúng ta có đầy dẫy lời của Chúa rồi, quý vị sẽ không khỏi bị giáp phạm, không hà hề phạm tội, vì Chúa luôn luôn chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ chúng ta. Amen. Và chúng ta đến với Chúa với thế này đã độ ngào buổi sáng hôm nay. Ngày xưa thì các bác sĩ nhìn thấy ngôi sao lạ mà đến mà quỳ xuống hài nhi Giêsu, họ thờ phượng bèn lấy lễ vật vàng nhũ hương mà một dược để mà thờ phượng Chúa, dâng cho Chúa. Rồi các gã chăn chiên thì thiên sứ mới nói là sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất ăn trạch cho loài người.
Sau khi báo tin Chúa Giêsu đã ra đời thì bọn chân chiên nói mình phải vội vàng đi đến đó. Thấy Mary Joseph thấy con trẻ bọc bằng khăn nằm trong ván cỏ. Bởi cái đó họ nhận biết Chúa Giêsu đã giáng sanh. Mary thì ghi nhớ trong lòng. Còn bọn chân chiên trở về làm gì? Sáng danh và ngơi khen Đức Chúa Trời. Việc mình đã thấy, đã nghe y như lời Thiên Sứ đã phán. Amen. Mục đích họ đến biết, nhìn thấy, chiêm ngưỡng và tôn thờ vua thánh là Chúa Giêsu. Và thưa quý ông bà chị em, Chúa đã đến cách đây hơn 2023 năm. Chúa đã để lại cho chúng ta tấm gương như bà Mary đã chọn lựa phần tốt nhất, ngồi bên chân Chúa, nghe lời Chúa, biết cách thờ phượng Chúa, ngắm nhìn Chúa. Và đây là khi chúng ta có đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời đó quý vị, đầy dẫy sự khôn ngoan của Chúa ban cho dương vật đó, thì lúc đó chúng ta mới có ý thức được đâu là sự thờ phượng thật, đâu là sự thờ phượng giả, đâu là sự thờ phượng vô ích, và điều đẹp lòng Chúa và điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Điều thứ hai chúng ta thấy, hồi xưa giờ ai cũng chỉ trích bà Mary đó, mà hôm nay tôi sẽ cho quý ông bà anh chị em thấy bà Mary cũng biết chọn lựa phần tốt nhất nữa để mà hầu hạ Chúa Giêsu. Quý vị thấy ở trong cái phần Kinh Thánh Luca đoạn 10 đó, câu 38 đến câu 42 á, thì lúc đó thì bà cầm len Chúa vào nhà. Thì bà cầm lên, bà đi làm mệt quá, bà nấu nướng mệt quá, bà thấy Mary ngồi bên chân Chúa, bà nghe lời Chúa, bà nói, bà đến, bà nói Chúa ơi, xin nói với em con, để con phụ con. Chúa mới nói là Chúa mới đáp, Ma-thê, con bối rối và lo lắng về nhiều việc, nhưng mà chỉ có một việc cần thiết, Mary đã chọn phần tốt hơn là điều không ai cắt lấy của nàng được. Amen. Mary đã chọn phần tốt hơn, phần đó không có ai có thể tức lấy được. Và quý ông bà anh chị em thấy bà Ma-thê Kinh Thánh dịch là câu 12, câu 12 câu 2 phần bi đó. Và Ma-thê Kinh Thánh nói gì? Có mấy chữ đâu? Hầu hạ Chúa. Lúc này anh bà sống lại rồi, bà biết cách thờ phượng rồi, bà biết cách, bà nghe Chúa. Luca đoạn 10 thì Chúa trách bà, má con đừng có lo nhiều việc bận rộn, Mary chọn phần tốt hơn, và giờ đây bà bắt chước em bà biết cách phục vụ Chúa. Và Kinh Thánh nói gì? Ma thê hầu hạ Chúa Giêsu. Và tiếng cổ nó là tiếng Anh dịch là and ma thê served, dùng kỹ chữ phục vụ cho dễ hiểu. Nhưng chúng ta vào trong đám tiệc thì có người hầu bàn đúng không? Bồi bàn đi ra để mà hầu việc. Chúng ta học được cái tinh thần của bà Ma-thê. Mình đã học tinh thần của bà Mary rồi, ngồi bên chân Chúa để mà thờ phượng chân thần lẽ thật rồi. Bây giờ chúng ta học gương của bà Ma-thê. Nhiều người họ lên án bà Ma-thê, nhưng mà tôi thì cũng thích tinh thần của bà Ma-thê lắm. Nếu mà trong nhà thờ mà không có tinh thần bà Ma-thê thì mình không có cái chuyện food, fun and fellowship đúng không? Không có cái chữ thông công after service. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà một gia đình mà không có Ma-thê đó, thì gia đình trước sau gì cũng ăn mì gói, cũng lộn xộn và cãi cọ nhau đủ. Tại sao ở nhà không có gì ăn hết, đói quá rồi, và ai cũng muốn người ta phục vụ mình thay vì mình phục vụ người khác đúng không? Và quý vị thấy ông Samuel không? Ông Samuel lúc được 1 tuổi vào trong đền thờ để mà ở và lớn lên phục vụ tiên tri Eli đó, thì ông chúng ta thấy là ông hồi nhỏ là ông đã biết hầu hạ ông Heli rồi. Rồi trong các vua thứ nhất đoạn 19, câu 19 đến câu 21 thì chúng ta thấy nhân vật quan trọng đó là tiên tri Elise đó. Elise đang cày đấu bò, thì ông thấy ông Heli đó, ông Heli kêu gọi ông đi hầu việc Chúa.
ông mới bỏ cái đầu bò đó, ông về ông chụm, ông chặt củi, chặt cái đầu cài đó, ông pha đi. Rồi Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói ghi chép là đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Hầu việc người trước rồi phải hầu việc Chúa sau. Chúa tập cho mình phải làm gì ở trong gia đình mình trước. Nhiều khi con người mình phải biết ý thức, ý thức được cái tinh thần phục vụ quý vị. Và cái vấn thân cho người khác mới có thể biết cách phục vụ Chúa. Nếu mà mình không có giúp đỡ, mình không có giúp đỡ các cụ, mình không giúp đỡ người này kia, làm sao mình biết mình hầu việc Chúa được? Trước nhất là Chúa dùng những người xung quanh để cho mình giúp đỡ những người đó trước. Một số các em cha mẹ bảo nhà dọn nhà sạch sẽ, hút bụi, rửa chén, nhưng mà không bao giờ làm hết. Nó là dạ không, con không muốn làm ở nhà, nhưng con muốn đến nhà mục sư, con muốn giúp đỡ mục sư. Tại giờ mục sư có mấy cô gái đẹp, mà muốn để giúp đỡ thôi, ở nhà bừa bãi trong phòng, đồ dục tùm lum. Nhưng mà không, không con, kêu gì con không làm hết. Mà thôi không, con đến nhà Chúa, con đến nhà mục sư để giúp đỡ các cỏ dùng không phải mục sư. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói cho quý ông bà anh chị em, mình phải thực tế. Nếu mà không làm một cái việc gì cụ thể thì khoan nói gì đi hầu vị Chúa, ta đi hầu phục vụ Chúa. Hầu vị Chúa hay phục vụ Chúa là một cái việc rất là cụ thể, rõ ràng, không phải nói suông mà bằng hành động, quý ông bà chị em. Có những việc ở trong nhà mình phải làm trước rồi mới đi hầu việc Chúa được. Samuel, Elise, Jose cũng là người phục vụ trước, sau đó mới Chúa Đức Chúa Trời mới dùng những người này làm những chuyện vĩ đại. Trước khi tôi đi hầu việc Chúa, quý vị biết là ở Việt Nam gia đình tôi nghèo, hoặc ông thân hầu vị Chúa mà nghèo, đi lập ruộng, đi xúc, đi tác, mỗi ngày ở dưới quê phải đi bắt, đi tác cái xíu dưới sông á. Chứ hồi xưa cũng nhà tôi cũng có cái chài, mà cái chài nói người ta có mua được cái chài, người ta chài nước lớn nó còn gì đâu chài được, còn mình là không có chài, mình phải đi bắt cá bằng tay, đi mò cá, đi mò cá mới kiếm mới có ăn, mà không ngồi đó là không có ăn. Ở quê là phải xin, làm đủ nghề hết, bắt cá, đương lợp, bắt cá bóng dừa, chẻ tre, đập lúa, bơi thuyền, may đồ, đi tước lá mía. Hồi xưa nghèo đến nỗi là nhà người quen tôi có nguyên lá mía mà họ không chịu đánh lá mía phải đánh nó thôi, không hồi nó sâu hết. Kêu mấy thằng tôi đi đánh lá mía, mà đánh lá mía bán đâu được nhiêu quý vị. Vô ha, cởi trần hết. Ở Việt Nam mà quý vị mà bằng cái đồ với nó lá cái lồng nó vô cái là cái áo dục luôn. Phải cởi trần bằng cái quần sọt thôi, vô đánh hồn nó cắt. Nó cắt cả người quý vị đỏ hết, chảy máu luôn. Mà cuối cùng gom lại nó biết bự to và đem đến bán không được nhiêu tiền. Cuối cùng tôi ấy ông tôi bị lừa, tại vì họ không chịu đánh, họ kêu mấy này đánh mấy này không có việc làm cho nên đi đánh lá mía giùm người ta. Mà bán cũng đâu có được nhiêu tiền đâu. Cho nên thấy khổ, cảnh khổ lắm, hồi ở quê khổ vô cùng, nhưng mà mình phải làm đủ thứ á. Đến Mỹ làm nhiều nghề lắm, làm nhiều nghề lắm. Rồi Chúa mới kêu gọi mình, trước khi mình hầu Chúa mình phải siêng năng trước đã. Cho nhiều người nó muốn ngồi mát ăn bát vàng, làm ông nội người ta không được, quý ông bà chị em. Trước khi Chúa gọi chúng ta, mình phải là đầy thớ trước đã. Thưa quý ông bà chị em, rồi Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài được gọi là đầy tớ Chúa, là đấng chân viên hiền lành. Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, mà hầu việc người ta mà phó sự sống mình. Chúa từ nhỏ là Chúa đã biết hầu việc Chúa rồi. Thưa quý ông bà nhân, Chúa Giêsu nói gì? Ai muốn làm lớn phải làm nhỏ, đúng không? Ai muốn làm cao phải làm đầy tớ chứ. Mà con người mình cứ quái người ta tôn cao mình. Con người mà lúc nào cũng muốn người ta tôn trọng, ngồi ghế trước được, ăn trên ngồi trước không được. Trước khi Chúa Giêsu chịu thương khó, Chúa làm gì quý vị? Chúa lấy khăn, lấy nước, ngồi xuống để mà rửa chân cho từng môn đồ.
Nếu mà tôi gặp tôi vậy tôi không làm đâu, phải không? Tôi nói, ta là thầy là Chúa mà phải làm đầy tớ sao được. Nhưng mà Chúa hạ mình đến vậy, hồi nãy tôi học trong Philip đoạn 2 đó, câu 9 đó bác. Thì Chúa hạ mình xuống với tôi tớ, trở nên đồ người mang gánh tội lỗi của chúng ta. Tại sao Ngài là từ trời, Ngài là Thiên Chúa ngôi hai, Ngài là Đức Chúa Trời thành người, tại sao phải xuống thành người hạ mình giống như tôi tớ, phải rửa chân cho các môn đồ như vậy, quý ông bà anh chị em. Cho nên khi rồi nói Chúa không thể rửa chân cho tôi được. Chúa mới nói nếu mà ta không rửa cho người thì người không có phần gì ta. Ông nói thôi chừng là tắm cho con luôn đi. Ông nói tắm cho con luôn đi. Thì kia nói mất thần với tự nhiên là ông nói thôi tắm cho con luôn đi. Và Chúa mới nói ta nói cho các người biết ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các người thì các người cũng phải rửa chân cho nào. Nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta phải phục vụ nhau. Amen. Thứ nhất chúng ta phải phục vụ nhau, giúp đỡ nhau, rồi sau đó chúng ta mới phục tập sự để mà phục vụ Chúa. Hội thánh Chúa, đừng ai ngồi đó mà chỉ trích, đừng ai phải làm cho tôi điều này điều kia. Chị phải phục vụ tôi, hãy học tinh thần gương của Chúa Giêsu, phục vụ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, học tinh thần như Ma-thi, hầu hạ Chúa. Quý vị thấy khách đến nhà chơi 1-2-3 ngày thì còn là khách, ở đình lễ là không còn là khách nữa. Thấy người ta lặt rau phải lặt rau, thấy người ta nấu nướng, thấy người ta nhà cửa dơ người cũng cầm cái chổi, anh chị chổi đâu, rồi có cần gì không, thấy người ta rửa chén cũng nhảy vô chứ. Tối ngày cứ ở trong phòng đến đổ mình là ông nội ta, mình đâu phải là ông nội ta đâu mà phải bắt người ta phải phục vụ mình. 1-2 ngày thì còn làm khách, ở trong nhà 1-2 tuần không còn là khách nữa, phải săn tay. Người Việt mình hay lắm, nói là muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Muốn ăn phải lăn vô bếp, phải làm việc. Đừng tưởng mình là khách để người khác phục vụ, xem sao được, khó coi quá. Tóm lại Chúa cho chúng ta, mỗi người chúng ta một cái ân tứ khác nhau. Có người làm việc lớn, có người làm việc nhỏ, nhưng mà chúng ta ý thức được làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta nhé. Mình đừng có không có việc nào mà hèn hết, quý anh bạn em. Những cái việc mà cô Tranh mỗi sáng đến đây quét nhà, cái việc đó là còn Chúa còn nghi hơn nữa. Cái chuyện mà tôi đứng lên đi giảng cái chuyện bộ phận của cô rồi. Nhưng mà những cái người làm việc nhỏ đó Chúa không luôn luôn tôn trọng, là Chúa nói Chúa sẽ kể công, Chúa sẽ ghi ơn, Chúa nói là Chúa tính công từng việc của chúng ta. Có thể quý ông bà anh chị em không thấy, chúng ta có thể làm âm thầm không ai khen, nhưng mà Chúa sẽ khích lệ, Chúa sẽ tính công, Chúa sẽ vui và được khích lệ. Hãy học tinh thần phục vụ của Ma-thi. Dù ở trong nhà mình cũng phục vụ, đến nhà khác cũng phục vụ, đến sở làm cũng phục vụ, làm cho Chúa, làm cho người ta, làm thật tình. Đừng ăn cơm nhà mà đi đuổi gà làng xóm, ăn cơm nhà giác gà gôi là mệt lắm, đúng không? Nhưng mà trước hết mình phải có tấm lòng phục vụ những người trong gia đình, những người gần chúng ta trong hội thánh, rồi chúng ta mới phục vụ Chúa. Amen. Điều cuối cùng, chúng ta đồng hành với Chúa đó, Mary chọn lựa phần tốt đó. Tốt nhất đó, bà biết tận hiến cho Chúa Giêsu. Câu số 3, đoạn 12 câu số 3 nói gì? Bây giờ Mary lấy một can dầu thơm tùng hương thật rất quý giá xích trên Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao, cả nhà thơm phức mùi vào đó. Wow! Người biết ý thức như Marie luôn ngồi bên chân Chúa để mà nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa, ngắm nhìn sự vinh quang Chúa, kinh nghiệm ơn cứu rỗi Chúa, kinh nghiệm quyền năng cứu sống anh của mình là Lazarus, bà mới có thể tâm lòng có một tâm lòng yêu thương Chúa và dám tận hiến cho Chúa những cái quý nhất của mình. Quý các bạn xem, tôi nghĩ cái tài sản quý nhất của bà để tài sản của bà được làm trong năm á, chai dầu đó 300 đô đi, khi chúng ta
chúng ta kinh nghiệm cái dịch của mình có là của Chúa đúng không? Chúa nói vàng của ta, bạc của ta, tất cả những gì trên thế gian này, cái gì cũng của Chúa, mình không có gì là của mình hết, ngay cả sự sống mình cũng là của Chúa luôn. Nhiều người không có ý thức được là ủa tôi còn khỏe, khỏe mới có người bạn mới ngủ dậy đứt bóng, vốn mấy từ bóng vốn cửa cũng đứt bóng. Chuyện qua tôi đi thăm bác Tiến, ba của cô Thí, cô Thí gọi đến để mời đến để thăm, lỡ cụ về Chúa, cụ qua đời không biết có về Chúa không, cho nên đến để cầu nguyện xác nhận niềm tin. Cô Thí cô thương cha của thương ông cụ như vậy đó. Ông cụ tự nhiên ấy, cách 3 năm nay tự nhiên cái teo cơ giờ tay này không làm được, cái cổ cũng không nói được, rồi bây giờ phải đục cái để ăn trong cái bụng đó. Cái tay thì viết được, viết chữ rất là đẹp, trí bình thường, không nói được. Tôi đến tôi nói chuyện thì ông cụ viết dễ thương lắm, bình thường, nhưng mà bây giờ mình không biết, có người không biết được. Và má cô Thí nói không biết ông có làm tội gì không, cho nên phải mời mục sư đến để cầu nguyện. Nó xảy ra bình thường, sống bình thường như vậy đó, cái nhà rất là đẹp. Và đến tôi đây tôi phải cầu nguyện để chắc ngàn niềm tin. Và ông nói ông tin Chúa, ông đã tin Chúa rồi, và trong những ngày cuối đời phải gần với Chúa, Chúa ban cho cái sự bình an. Thưa quý ông bà, mình cái chai cái cuộc sống của mình không biết được. Và thưa quý ông bà anh chị em, mặc dầu Chúa không có cần lễ vật gì của chúng ta, tại vì vàng của ta, bạc của ta, nhưng mà Chúa thấy cái tấm lòng của mình. Mình dâng cho hứa buổi sáng nay, mình dâng cho Chúa, Chúa thấy tấm lòng mình, đền đáp ơn của Chúa. Con gì mục sư sau mục sư kể với mấy ông mục sư, ông kể với người tín đồ của ông làm trong hãng Cisco. Tôi không biết hãng Cisco là hãng gì, làm trong hãng Cisco chắc có thể cũng làm kỹ sư bác sĩ và kỹ sư engineer gì đó. Người vợ dâng hiến rất là rộng rãi, người chồng xót ruột đến nói với ông mục sư: mục sư ơi, mục sư nên khuyên vợ em dâng vừa vừa ấy, mà dâng coi như mạnh tay, dâng rất là mạnh tay. Vợ em dâng hiến mạnh tay quá mục sư. Ông mục sư ông ấy nói: anh không khuyên được làm sao, tôi là mục sư sao tôi khuyên vợ được. Anh chị để ắt cao chung hay ắt cao riêng? Dạ chung. Chị xài nhiều hay chị xài ít? Chị xài nhiều, mà tiền lúc nào cũng dư. Mục sư nói đúng rồi, vì chị dâng hiến mạnh tay cho nên lúc nào chị cũng có tiền để xài, còn anh đã không có dâng hiến cho nên lúc nào anh cũng keo kiệt, anh cũng bo bo. Thì á, còn mục sư mới nói tiếp: bao nhiêu người Việt làm hãng Cisco bị bất diệt mà anh chị vẫn còn làm, anh có thấy được Chúa ban phước cho những ngày tháng đó không? Anh trả lời đúng đó mục sư, và từ đó hai vợ chồng đều dâng hiến mạnh tay hết. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Đó là cái sự bài làm chứng sắc, thưa quý ông bà. Dâng hiến cho Chúa là để Chúa đổ phước cho mình, dâng ít thì Kinh Thánh nói, ông Phaolô nói gì? Trong Côn Tô thứ gì đoạn 9 câu 7 đó, dân ít thì được ít, dân nhiều được nhiều. Coi như gieo ít thì gặt ít, mà gieo nhiều gặt được, dân hết thì Chúa cho thêm. Chúa rất là đẹp lòng cho ai dân hiến một cách rời rộng, một coi như là dân hiến cho Chúa, và Chúa thích khen ngợi cái người đó. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình dân hiến là Chúa cũng khen đó. Chú khen, chú nói mỗi người nên tùy lòng mình định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng, bằng tấm lòng thôi. Chú đâu có bắt mình đâu, vàng của ta, bạc của ta, cái gì của Chúa, mạng sống mình cũng là Chúa,
và nói về người đàn bà qua dần hai cái đầu số tem đó. Chúa cũng khen ở trong Luca đoạn 21. Rồi hình ảnh người trai trẻ giàu có Luca đoạn 18. Ông nói cái gì ông cũng làm hết, điều răn cũng giữ hết á, không có gì đó. Ông nói hồi giờ con muốn được hưởng đức với cuộc đời. Chúa nói người về bán tài sản mà bố thí cho cả nghèo hãy đến với ta. Ông buồn quá, bỏ đi. Cho nên Chúa nói người giàu vào nước thiên đàng khó. Người Mỹ vào nước thiên đàng nhiều. Họ có gì họ đồ nấy họ dâng hiến cho Chúa. Giảng đạo. Còn mình có nhiều tiền mình để dành cho con cái nó ăn nó phá hư hết. Người Tây phương họ làm đúng nên hết. Như vậy chúng ta thấy Mary làm gì? Mary đặt bể cái chai dầu. Mary đặt bể cái chai dầu cam tùng hương thật mà giá trị là 300 đô la, người làm công một ngày chỉ được một đồng, và lấy tóc của mình mà lao chân Chúa. Người ta chỉ sức dời dọt cho khách. Khi khách thời đó khách đến ta chỉ sức dời dọt. Khi một đời sống gặp Chúa đó quý ông bà chị em, thì đời sống đó làm gì? Thay đổi. Người đó dám dâng hiến hết lòng. Amen. Còn bằng không giống như người yêu mà xù rồi mà đòi đồ cái đó, tôi nói hèn quá. Đúng không? Lúc mình yêu thì không nói gì. Bây giờ không còn yêu nữa thì đòi quà. Không được. Khi người ta thương rồi đó, cái gì cũng được. Chúng ta đọc một cái câu chuyện người thâu thế. Ông Sa-chê đúng không? Trong Luca đoạn 19 đó. Trước đó ông Sa-chê làm gì? Trưởng chip collector. Tax collector. Nhưng mà khi mà ông là người bốc lột, người dân lấy thế để đóng cho La Mã, mà ông ăn chặn người ta như là hối lộ mà. Thế má dễ ở tù lắm. Ở Việt Nam là quê tôi mấy người làm thế rồi vài bữa ôm tiền của dân chúng rồi bị bỏ đi ở tù, ăn chặn thế mà. Thì ở đây chúng ta thấy không, ông Sa-chê ông bốc lột, ông lấy của người ta quá, ông lấy tiền của người ta. Nhưng mà khi Chúa vào nhà đó, Chúa vào nhà ông Sa-chê đó, thì ông Sa-chê được Chúa biến đổi. Chúa nói ông Sa-chê cũng là con cháu Abraham, con cháu Abraham. Và ông leo lên cây, Chúa đi ngang qua, ông leo lên cây mục đích ông chỉ nhìn Chúa thôi, chứ dễ gì mà Chúa đi ghét thăm nhà ông. Nhưng mà mục đích Chúa đi ngang qua thành Jericho là mục đích là Chúa cứu gia đình ông Sa-chê. Mặc dầu đối với dân chúng coi ông là tội lỗi, mà thật ông tội lỗi thế. Nhưng mà Chúa nói hỡi Sa-chê, hãy xuống đêm nay, tối nay, hôm nay ta sẽ ở nhà ngươi, sẽ ở nhà ngươi. Và sự cứu rỗi đã đến trong nhà Sa-chê. Và ông Sa-chê khi mà ông được biến đổi, ông tuyên bố rằng nếu tôi làm hại ai thì sẽ đền 4 cấp 4 lần. Vì vậy Chúa nói ai được thay nhiều thì được thương xót nhiều. Mỗi chúng ta ngày hôm nay quý ông bà chỉ phải kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Chúng ta tha được Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu tha thứ nhiều thì chúng ta sẽ được yêu thương nhiều. Amen. Và sự ban phước của Chúa trên đời sống của chúng ta. Còn tinh thần người thứ năm trong cái câu chuyện này, tinh thần của Judas Iscariot thì sao quý vị? Không có lòng yêu Chúa. Judas Iscariot nói sao không bán chai dầu này để mà lo cho kẻ nghèo, nhưng thật ra ông là kẻ tham lam. Nếu mà cái bán thì ông sẽ ăn trộm tiền bỏ túi riêng, tại ông là thủ quỹ của đồng tiền giáo. Còn cái Chúa ngày hôm nay cũng có tinh thần như Giuđa. Rồi đến với nói tôi là đi nhà thờ dùng dân hiến, đang chỉ dân hiến một đồng thôi. Thì tôi kể cho tôi nghe, tôi mới nói với người anh em đó, tốt hơn đừng dân. Anh dân sẽ được phước chứ không phải là anh dân cho người khác. Chúa nói gieo nhiều gặt nhiều. Gieo nhiều gặt nhiều.
Và gieo một hộp thì gặt 100. Gieo 10 thì gặt 100, gặt ngàn. Và Chúa Giêsu nói gì với Giuđa? Hãy để mặt người đã để dành dầu thơm này cho ngài chôn xác ta, vì đức vì các ngươi có kẻ nghèo ở dưới đình luôn luôn, nhưng mà không có ta luôn luôn. Đây là cơ hội của bà Mary, cơ hội chỉ Chúa có một dịp lần này thôi. Kẻ nghèo mà đi ra là mà thấy có kẻ nghèo, mà đi qua đi nhà lời của Chúa, nhà ngồi bên chân Chúa thờ phượng, nhà nghe lời Chúa. Bà nghi Mary đã chăm chú nghe, Mary đã để Mary biết Chúa sắp chịu chết rồi. Đây là cái cơ hội để bày tỏ cái tấm lòng yêu Chúa đã cứu anh mình, đã cứu mình. Và quả là Kinh Thánh nói gì? Mary đoạn 26 câu 12 nói: quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian thể nào mà tin lành này được rao giảng ra thì cũng thực lại những việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Đã không? Bà Mary làm một cái chuyện như vậy, bà đặt chai dầu và lấy tóc mà lao chân Chúa. Và Chúa nói khi mà tin lành giảng ra khắp đất thì bất cứ ông mục sư nào giảng gì câu chuyện này cũng nhắc đến bà. Alleluia. Về cái tấm lòng dâng hiến trọn vẹn của bà, và bà Mary biết chọn lựa phần tốt nhất mà không có ai khác thấy được. Mary vui, Mary quyết định tận hiến cuộc đời của mình, quyết định đó là điều khôn ngoan để rồi được Chúa khen là đủ. Bà không cần bào chữa với ông Giuđa Iscariot. Tôi đi ra chợ thấy người nghèo hôm lết khắp nơi, chỗ nào cũng có. Ngày hôm nay tệ nạn xã hội mà muốn giúp thì lúc cứ bất cứ lúc nào cũng có. Mary dù cho bao nhiêu người chỉ đích lối sau làm vậy phí, Chúa nói là việc đó là việc tốt. Chúa binh vực bà không cần binh vực, bà chỉ lặng lẽ yên lặng. Thưa quý vị, hội thánh Chúa đang cần những tấm lòng biết cách thờ phượng. Hội thánh Chúa đang cần những tấm lòng phục vụ giống như Ma-thê. Hội thánh Chúa đang cần những tấm lòng biết tận hiến như Mary. Có một bài hát trong thánh ca 383 mà tôi rất là thích, đó là Kinh Thánh nói là hiến hết thảy cho ngài đó. Xin dâng hết thảy cho Giêsu tôi tình nguyện hiến chính thân thế này, luôn yêu mến trong mong nơi Chúa thôi hằng ngài sống dưới ân điển ngài. Hiến hết thảy cho ngài, hiến hết thảy cho ngài, lạy Giêsu tôi hiến thảy đây đây, hiến thảy đây cho ngài. Quý vị thấy bài hát hay không? Rất là hay. Hiến cho Chúa tất cả ở trên đời này, cuộc sống chúng ta cũng như là của Chúa. Việc nhỏ việc lớn cũng là của Chúa. Có một số người hỏi mục sư: thưa mục sư, vậy tôi không có chi để dâng cho Chúa thì tôi làm cách nào để hiến cho Chúa? Tôi muốn kể quý vị câu chuyện để kết thúc. Có một làng kia xa xôi, khi các giáo sĩ đến để giảng tin lành, họ tin Chúa mà không có nhà thờ. Một buổi sáng Chủ nhật, con dân của Chúa thường nhóm lại thờ phượng Chúa, thì một mục sư ổng nhóm ngoài trời, ổng cầm một cái cây, ổng vẽ một cái vòng tròn thật là lớn. Rồi mấy cái người đó họ có chuối, có bắp, có gì đó thì họ đem đến để mà bỏ vào cái vòng đó để mà họ dâng lên cho Chúa. Rồi mục sư cầu nguyện. Thì có một anh chàng thanh niên, anh thấy ai cũng đem đồ đến để bỏ vô vòng tròn đó. Một sư vừa vẽ cái vòng tròn đó, anh leo vô vòng tròn đó anh ngồi. Ông mục sư nói chỗ này là chỗ gia viên, tại sao anh vô đây ngồi làm gì? Anh mới thưa mục sư, con không có khoai, có bắp, con không có tài sản gì để con dâng cho Chúa, nhưng mà con có tấm lòng này, con muốn dâng cái cuộc đời của con cho Chúa, cho con nên con mới ngồi vào cái vòng tròn này. Thưa quý ông bà chị,
trong đời sống của chúng ta. Quý vị đã thật sự tận hiến, chọn lựa điều tốt nhất giống Maria. Và buổi sáng hôm nay quý vị có thể thưa với Chúa ba điều. Chúa ơi, con muốn thật sự đến đây không vì mục đích riêng là thờ phượng Đức Chúa Trời, và chỉ ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi, không thờ phượng bất cứ một người nào khác. Amen. Amen. Và Chúa ơi, con muốn được phục vụ Chúa giống như Ma-thê. Thấy Chúa Giê-xu, con muốn hầu hạ Chúa. Cho dù công việc có khó như thế nào, có lớn đến đâu, có nhỏ như thế nào, xin ban năng lực cho con để con biết hầu hạ Chúa. Và Chúa ơi, con biết dâng hiến, tận dụng thì giờ, sức lực, tiền bạc và khả năng ân tứ của con giống như Mary để dâng cho Chúa và làm cho Chúa vui lòng. Nguyện lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay, Kinh Thánh nói đầy dẫy lời lòng của chúng ta, đầy dẫy lời của Chúa Giê-xu ở trong lòng, giống như học theo tấm gương của La-sa-rơ, ngồi đồng bàn với Chúa để mà nghe lời Chúa, giống như Ma-thê, đặc biệt là Ma-ri. Đừng bao giờ suy nghĩ cái tánh xác thịt giống như Giu-đa-ích-ca-ri-ốt, ganh tị, tham tiền. Và Kinh Thánh nói tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, vì theo đuổi nó sẽ chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có kẻ vì tiền bạc mà bội đạo. Và xin Chúa cho chúng ta có tâm lòng giống như Mary, chọn lựa phần tốt nhất ở trong cuộc đời mình. Và Chúa nói Tin Lành đã giảng ra luôn luôn sẽ nhắc đến cái câu chuyện này, nhắc lên tấm gương của bà Mary. Amen. Amen. Xin Thánh chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.